Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình có một số sản phẩm gửi tới tất cả các bạn. Và có 8 flut này, iPhone 6 mất vân tay này, giá 2x triệu nhẹ này, Samsung Note này, Oppo gì Redmi Note này, Oppo này, A5 này, Oppo F7 này, iPhone 6s này, iPhone 6s Bypass này, giá 700.000 đồng này, 6S Plus này, Vivo này, i15 này, Samsung A20 này, giá hơn 2 triệu này, Oppo A3S này, 2 cây này, Samsung Z5 2017 đúng không? Rồi ok mọi người, và Samsung Note 4. Và để cho các bạn không phải chờ đợi lâu thì chúng ta vào luôn chủ đề. Và ngày hôm nay like chắc chỉ tầm 15-17 phút thôi, like cho nhanh. Và chiếc đầu tiên trong video ngày hôm nay cũng chẳng có gì ngoại lệ khác. Hôm nay mình nhặt được 4 cây Bypass, nhưng mà cuối cùng là Bypass được mỗi tạm ứng trước được có 1 cây thôi, thì mong các bạn thông cảm. Ngày mai thì có 3 cây nữa. Chiếc đầu tiên trong video ngày hôm nay, 6S Bypass, thì là chiếc đầu tiên 6S Bypass là giá là 700k, số 01 700k nhá, 6S nhá, lệch hôm nha, vỏ hơi xấu nhá. Rồi ok đấy, ai lấy thì bảo mình nhá, chiếc này chỉ để chơi game thôi nhá các bạn nhá. Ok mọi người, chiếc thứ hai trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Oppo A này, là A mấy đây, A9 2020 mọi người nhé. Ôi, A9 2020, nó bị lệch sáng, để làm sao cho các bạn nhìn rõ hơn. RAM 8 bộ nhớ 64GB nhá. Ok mọi người, chiếc này là RAM 8 bộ nhớ 64GB, 128, RAM 8 bộ nhớ 128GB. Ok, để đây dễ nhớ hơn, RAM 8 bộ nhớ 128GB, đẹp kem. Chiếc này bán cho bạn với giá là 4 triệu đồng. Số 02 4 triệu đồng nhé. Ok mọi người, RAM 8 bộ nhớ 128, giá 4 triệu đồng. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Vivo Oppo A7, A5s, Oppo A5s. Chiếc này Oppo A5s thì bán cho các bạn với RAM 3 bộ nhớ 32, bán cho các bạn với giá là 2.400k. Số 03 là 2.400k mọi người nhé. Máy zin đẹp keng nhé, đẹp keng luôn, rất là siêu này. Máy như tha hộp luôn. Ok mọi người, 2.400k. Số 03. Số 04 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Oppo F, chiếc này là chiếc Oppo F5, RAM 4 bộ nhớ 32GB, thì chiếc này cũng rẻ, bán cho các bạn với giá là 1.900k. Số 4 là 1.900k nhé, ai lấy thì bảo mình. Số 4 là 1.900k nhé. Ok, số 4 là 1.900k. Số 5 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung Z5 2016, màn zin ép kính nhá. Chiếc này thanh lý cho các bạn với giá là 1.300.000 đồng. Z5 2017. Số 05 giá là 1.300.000 đồng. Z5 2017 thì RAM chip cấu hình cũng rất là cao nhá mọi người nhá. Đây để mình gõ phát xem Z5 2017 RAM chip cấu hình ra sao. Đây, Z5 2017, để mình đọc luôn cho mọi người nhé. RAM 2 bộ nhớ 32GB, đấy, 2 SIM, giá cho các bạn với là giá là 1.300.000 đồng. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 6S 32GB,
xin phép các bạn một xíu, mình nghe điện thoại. Rồi, ok, chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 6S 32GB máy đẹp 99%. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 2.690.000 đồng. Số 06 là 2.690. Số 06 là 2.690 nhé mọi người nhé. Số 06 là 2.690 nhé. Máy đẹp 6S 32GB. Đây. Sao thằng. Ok, email 456 đuôi 563. Ok mọi người. Chiếc số 07 của video ngày hôm nay đó là hai chiếc Oppo A3s. A3s đây. Cường lực đẹp kem. Thôi bóc ra cho các bạn nhìn thấy để cho biết là máy đẹp như thế nào. Đó, cường lực đây, mình nhìn này. Rồi mình bóc tiếp một con nữa cho các bạn xem. Vừa về được một đôi. Wow. Đó. Đẹp keng nhá. Màn đẹp keng nhá, không ám khô ung ố gì. Bán cho các bạn với giá là 2 triệu tròn một cây nhá, 2 triệu đồng một cây nhá. Ok. Viền viết 99%. Ok. Hai số này là số 07 và 08. Giá là 2 triệu tròn. 2 triệu đồng một cây nhá. A3S 07 và 08 là 2 triệu đồng một cây nhá. Ok mọi người. Cảm ơn mọi người. 07 và 08 là giá 2 triệu đồng. A3S lưng đẹp kem, không xước, không xấu chứ gì. Màn đẹp nhá. A3S là giá 2 triệu đồng một cây. Hôm nay live rất là nhanh, chắc tầm 15 phút là xong. Ok mọi người. 07 và 08 giá là 2 triệu đồng. 09 là chiếc 8 flute benzin, màn zin full chức năng. Camera đẹp. Rồi, ok mọi người. Ok, máy camera đẹp này. Xin nét nhé, ok mọi người. Ai lấy thì inbox cho mình nhé. Ok. 8 flute X1, X2 rất là đẹp. Ôi, nó chui đây bảo sao. Bấm mãi không, nó không ra. Ok, 8 flute, ai lấy thì bảo mình nhá. 8 flute, kính xấu vỏ xấu, kính hơi xấu vỏ hơi xấu, bán cho các bạn với giá là 6.800.000. Ai lấy thì bảo mình nhá. Có duy chất một cây. Số này là số 09. Rồi. Số 010 trong video ngày hôm nay. À, chiếc 6 mất vân tay. 6 mất vân tay này chiếc bán cho bạn với giá là 2.100.000, 6 thường, 6 flut, 2.100.000. Số 10. 45. Số 10. Số 10 là 2.100.000 mọi người nhá. Số 10 là 2.100.000. Số 10 là 2.100.000. Máy 16GB. 16GB, máy bản quốc tế DA. Số 10 là 2.100.000. Ok, quốc tế 16GB nhá. Ok mọi người. Số 10 là 2.100.000 nhá. Ok, 6 flute quốc tế 16GB. Bất vân tay đây. Ok mọi người. Số 11 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc gì đây? Wow. Chiếc này lại vừa lấy xong lại phải bóc màn ra cho các bạn biết thế nào là đẹp. Đẹp chưa? Đấy, ngày hôm nay khách toàn chơi kiểu máy cũ thanh lý thôi. Chiếc này là i15.
Vivo này. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Chiếc này để cho bạn với giá là 2 triệu. Ồ. Lại chiếc nâu này khói này với 2 triệu 800k đi. RAM 4 bộ nhớ 64 GB mà. Đây, Vivo. Gõ phát này tiếp cho mình. Vivo 1901 i15 này. Ok. Đấy. Thế giới di động là 3 triệu 7 này. 3 triệu 8 chứ. FPT chắc là pin pin của máy này là 3 triệu 8 này. i15 thế giới di động là 3 triệu 8 này. Rồi ok. Thì cái chiếc này RAM 4 bộ nhớ 64 GB mới keng nhá, rẻ mình bán cho các bạn rẻ hơn ở ngoài đồng là 1 triệu đồng, ai lấy thì bảo mình nhá. Pin là 5.000 nhá. Ok. Số 11. Giá là 2 triệu 800k. Rồi ok mọi người. Số 12 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung A50. À, chiếc này là lại là một chiếc A20. Ui rồi, A20 hôm nay cũng dán cường lực đẹp keng. A20 máy đẹp keng nhá. Đẹp keng luôn, bán cho bạn với giá là 2 triệu 900k. 2 triệu 2 triệu 900k nhá. A20 đẹp keng, bán cho bạn với giá là 2 triệu 900k. À, số 12. Các bạn nếu mà đến tận nơi hoặc là ép giá mình bán cho các bạn với giá 2 triệu 8, ai lấy thì bảo mình. Số 12 là 2 triệu 900k. 2 triệu 8 cũng được, ai thích giảm giá nào cũng được. Ok mọi người. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là chiếc 7 Plus. Zin 100%, pin đã thay. Pin pin mới thay nhá, mình mới thay lúc chiều. Tình trạng pin 100%. Pin lúc mình lấy nó hơi kém mình thay. Màn zin 0,98%, vậy đây một hai chấm nhỏ đây. Rồi ok, đây một chấm nhỏ nữa là 2,98%. Còn mọi thứ là rất là ok. Ai lấy thì inbox cho mình. Chiếc này là số 13. Giá là 5 triệu 3 5 triệu 400k. Số 13 5 triệu 400k nhá. Pin thì ok nhá, các bạn dùng mắc luôn, nó máy rất là zin phải đẹp nhá. 5 triệu 400k nhá. Ai lấy thì inbox cho mình nhá. 5 triệu 400k. Ok chị ạ. Chiếc thứ 14 của ngày hôm nay là Redmi Note 7. RAM mấy đây? Redmi Note 7 RAM 6 bộ nhớ 128. Ok, bán cho bạn với giá là 3 triệu 200k, ai lấy inbox chung mình nhé. Số 14 là giá 3 triệu 200k. RAM 6 bộ nhớ 128 nhé. RAM này thì các bạn mắc chơi game là khỏi phải nói rồi. RAM 6 đây, 6GB đây. Bộ nhớ 128. RAM này thì các bạn chơi thoải mái rồi. Ok, giá 3 triệu 200k. Và chiếc video trong video ngày hôm nay nữa, đó là một chiếc Samsung Note 4. Note 4 màn này hơi ám nhẹ, vỏ hơi xấu. Đó. Đây, men zin màn zin nhá. Thì chiếc này bản sách tay của Hàn. Thì chiếc này vỏ hơi xấu rồi, gần như hết pin rồi. Đấy. Chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. 1 triệu 500 nghìn đồng. Số 15. Số 15 Note 4 là 1 triệu 500 nghìn đồng nhá, ai lấy thì bảo mình. Note 5 1 triệu 500 nghìn đồng, ai lấy thì bảo mình nhá. Bán rẻ thôi. Note 4 1 triệu 500 nghìn đồng. Đây cho các bạn xem à, sập rồi. Ok, ai lấy thì inbox mình sẽ quay video gửi cho các bạn. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay nữa đó là một chiếc Huawei Honor. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 1 triệu 600k. 1 triệu 500k. RAM 3 RAM 2 bộ nhớ 32. Giá số này là 17 16. 16 là 1 triệu 500k nhá.
Ai lấy thì bảo mình sẽ quay gửi video cho các bạn. Và trước cả một lô cuối cùng ngày hôm nay thì hôm nay lại về được 10 cây, mười mấy cây nhỉ. Hôm nay tổng, hôm nay lại lấy về, hôm nay lấy về tổng 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13, 13 cây, 13 cây 6S Flute 32GB. Sẽ mai sẽ bán đồng giá cho tất cả các bạn với giá là 3.700.000. Tất cả đồng giá là 3.700.000 nhá. Ai lấy thì inbox cho mình nhá, bất kể từ số 1 đến số nào cũng thế. 6S Flute 3264. Các bạn nào may mắn được chiếc nào 64 thì các bạn may mắn được nhá, còn không thì là tất cả là giá 3.32 và 64 lẫn lộn. Các bạn nào đánh số nhá, ai may mắn được chiếc nào thì là được 64, còn không thì là 32 ghi nhá. Có 2 chiếc 64. Còn các bạn nào lấy thì mình sẽ để đánh số vào đây. Ai may mắn thì lấy chiếc 64. Hàng thì mình không phải nói, đây tất cả đều là zin hết nhá, men zin màn zin nhá. Và vỏ cũng zin luôn nhá. Ok mọi người. Mình sẽ đánh số. Ai lấy may được chiếc nào 64 thì vào cái 64 nhá. Mình bảo bây giờ mình để mình test 13 chiếc 64 hết thì có vẻ là hơi khó. Rồi số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 cây này nhá. Sẽ đánh theo số, ai lấy đồng giá là 3.700.000. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và ủng hộ Đức Cùn TV trong suốt thời gian vừa qua. Đây men zin tất đây nhá, các bạn nhìn này. Zin phẩy nhá. Ok mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Bye bye.